nhanh chóng mình tùng đã cắt xong rồi. Con chào mọi người đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Hôm nay mình đến xã Khánh An, Bến Tre. Theo Tùng quay cưa cây dừa nè. Anh Tùng đang leo lên cây dừa. Cây dừa này cũng hơn 10 mét ạ. À. Nhưng mà cây dừa này nó làm như nó bị có bọng ở trên đó đó. Trái nó cũng còn nhiều nha. Nó bị bọng đâu trên khúc này nè. Nó có bị bọng này nè. Làm với con gì nó đục luôn đó đó. Thank you.
Nắng mệt hả anh? Mệt, nắng không có gió, mệt quá. Nắng cực dữ không anh? Nắng cực lắm. Đã hoàn thành xong một cái dừa nha mọi người. Khúc đó có ốc lên không ạ? Mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào tạm biệt. Hôm nay anh Tùng đã cưa cây mùa u và cây dừa cho chú rồi. Chú nhà này cách gì hấu đãi anh Tùng nè. Dạ con chào chú. Dạ chú thấy anh Tùng cưa chú hài lòng không chú? Trời quá hài lòng nha. Dạ dạ. Là chú có coi trên mạng thường lắm, cũng hôm bữa nay mới gặp mặt. Dạ, chú coi trên mạng nhiều lắm ha, mới gặp mặt anh Tùng thôi chú. Cũng coi lần hai lần thôi mà đều nghe mấy nhỏ nói rồi. Dạ. Thôi mời cả nhà mình đi dùng dưa hấu nha. Mọi người ăn dưa hấu mọi người ơi. Cảm ơn chú. Ngon quá. Ăn đi mấy chú. Trời ông vô khỉ ông ăn nè. Thôi đừng quá nhiều ta thấy ghê nè. Cái món ruột của ổng đó mọi người ơi. Ghê à. Ủa? Tay phải cưa cây rồi hóa vậy thôi anh Tùng ơi. Ngủ không à? Dưa hấu đây nè.